Chào các bạn đến với channel hướng dẫn guitar và ukulele của Hoàng Lưu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số kỹ thuật, và cái kỹ thuật này liên quan tới cái bàn tay phải, kỹ thuật của bàn tay phải. Nó sẽ giúp cho các cái bài hát hay là các cái bản cover của các bạn trở nên bay bổng hơn. Đó, như mình vừa chơi đây, rất là dễ. Như một số cái bài finger chẳng hạn. Hoặc là một số bài hát. Ví dụ như là cái bài gì nhỉ? Bạc phần ấy của Jack. Này đấy thì là cái tay phải của các bạn sẽ linh hoạt hơn bằng một cái bài tập cực kỳ dễ. Nó chỉ là động tác xuống lên đập lên, chỉ có vậy thôi. Các bạn để ý lại nhá, xuống ở đây thì mình dùng bằng ngón trỏ này, lên thì chúng ta lên bằng ngón cái. Các bạn lưu ý là dùng cái cổ tay này, chúng ta sẽ xoay cổ tay như thế này. Đấy, xuống, lên. Đấy, để tay này. Đó, xuống, lên, đập. Và lên cuối cùng này là dùng bằng ngón trỏ nhá. Đó, xuống, ngón trỏ, lên ngón cái, đập cả bàn tay. Sau đó lên bằng ngón trỏ. Là quay lại, là xong. Xuống, lên, đập, lên, xuống, lên, đập, lên, xuống, lên, đập, lên, xuống, lên, đập. Lưu ý, cái lúc xuống thì các bạn xuống ở những cái dây phía dưới là chỉnh nhá. Những cái dây dưới, những dây 4, dây 3, dây 2, dây 1 trở xuống ấy. Và lên thì chúng ta sẽ cố gắng lên những cái dây phía trên. Dây 4, dây 5, dây 6 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng tốt hơn. Đó, xuống, lên, đập, lên. Đó, thì các bạn dẻo tay hơn thì làm lên cả bàn tay. Đó, xuống, lên, đập, lên. Đó, cả bàn tay thì nó dẻo hơn. Ở đây mình sử dụng bằng ngón trỏ. Mình bấm hộp âm lá thử chẳng hạn. Lá thử. Đó. Chà. Để thuận tiện theo dõi các cái video clip tiếp theo thì các bạn nhớ subscribe cái channel mình mới lập nhé, cái channel cũ bị hack rồi. Ok, nhớ like cái page này luôn nha. Bye bye.